trùng hạ thảo. À dạ, em có nghiên cứu được cái loại thực vật nào mà để mọc tóc nhanh không em? Dạ có, nhưng mà nó chỉ dành cho những người mà có mức độ hói vừa phải thì nó có thể cải thiện. Rồi thi nha. Bây giờ khoan nè, giờ còn hơi run nè, cho nên là cho chị giao lưu chút xíu đi. Ở trên kia ổng thích rồi. Nói tới ổng là ổng thích đâu. Em hói với mức độ vừa phải là những người như thế nào theo em? Dạ thôi là... đi con ơi đừng nói. Khoảng cái mức độ này mà nó xuống cỡ 5 phân là vừa phải. Còn nó như vậy là nó quá vừa phải. Như vậy là như nào em? Như vậy là em nói như vậy là như thế nào? Dạ như cái hình ảnh đứng cách em 5 mét về phía sau. Nhỏ có duyên thiệt, tránh làm tổn thương người ta. Dạ. Ờ nè, lát nữa 60 giây còn có 50 giây thôi. Đâu kìa kìa kìa, còn 51. Ôi tắm rồi kìa. Ủa thi đi, nãy giờ không thi. Trời ơi, trời ơi thi đi con. Ghẹo quá, ghẹo quá, ghẹo quá. Ghẹo quá. Nó hơi hợp rồi. Không có làm vậy luôn nè. À. Làm chết tim mà ta tổn thất à. Đồng hồ chạy mà trái tim ở tổn thất rồi đó nha. Đồng hồ chạy mà tổn thất trái tim rồi đó. Tổn thất hay là tổn thất? Tổn thất với tổn thất luôn. Cả hai luôn. Nãy bà nói là trái tim mà làm như là ngân sách vậy để tổn thất. Tổn thất hay là tổn thức? Tổn thức. Tức là nó ghép giữa tổn thức với tổn thức á, nó hành tổn thức. Ừ đúng rồi đó, nó dịch là đúng á. Từ từ điển Oxford còn bổ sung từ mới hàng năm mà. Thanh xuân, rất là thanh xuân. Ba con đâu? Dạ ba con ở nhà. Không cho nói luôn. Không cho nói. Giấu không ba? Giấu không ba? Nhà chắc gia đình mệt với hai mẹ con lắm. Hay là nhiều ba quá không cho nói. Bậy à. Bậy. Phải không? Thực ra là mình nói chuyện để cho vui, để tâm lý nó đỡ tổn thất thôi nha. Dạ. Rồi, bây giờ mình chơi ha. Mình phan để bàn rồi sao có cái phần kia không hay là thôi thi luôn. Chị nói cho em nghe vậy nè. Chị là dân miền Tây, cho nên là chị phái cả lương dữ lắm. Mà chị muốn giao lưu chị ca một đoạn nhỏ thôi, cho chị ca là chị lấy tinh thần chứ lên. Rồi, vô cần gõ đi. Rồi. Thay vì cái chuyện mà nói về tóc thì người ta ca đi, phải nó dễ thương hơn không? Biết vậy là ca về tóc rồi đó. Trời ơi, quá nhỏ thông minh. Thay vì chưa có chuẩn bị trước cho nên thôi ca cái bài cũ. Ừ. Chứ biết vậy là ca về tóc rồi đó. Thôi nhắc hoài. Bây giờ bây giờ vậy nè, chị mời Trấn Thành lên đây diễn với chị đi. Chị ca một cái đoạn nhỏ thôi, trích đoạn Máu Nhuộm Sân Chùa 4. Là đâm ông này sao máu nhuộm á hả? Là Trấn Thành sẽ làm đại ca, chị làm Nga Muội. Rồi. Là nó thi hay là chơi? Em đừng có sợ, có gì chị dắt cho với ợt à. Rồi. Thi hay là chơi cho vui? Vui. Đừng để cái phần giao lưu vui hơn phần thi nha. Nhiều khi giao lưu có duyên à. Ờ. Cái là cái thi cái rụng nụ à. Thi là chết lớp á. Rồi. Em đứng bên đây mới thuận tay chị. Trời nghe thuận tay. Sao tôi thấy cái mặt tôi có nguy cơ bị bọp tay à. Giờ Trấn Thành là làm đại ca. Yeah. Chị làm Nga Muội nha. Dạ. 60 giây bắt đầu. Đại ca. Gì? Không ngờ đại ca lại quá tốt với em, thì em không còn xứng đáng để cho đại ca yêu mến. Nga Muội. Nga Muội. Đó là lộc tốt của anh. Đó là lộc tốt của anh. Vì yêu mến em anh phải kiên tâm chờ đợi. À lúc em luôn à? À đúng rồi, vì yêu mến em. Yêu mến em anh phải kiên tâm chờ đợi. Chưa mồi. Vì yêu mến em anh phải kiên tâm chờ đợi. Vì yêu mến em anh phải yên tâm chờ đợi. Rồi được rồi, ok. Đại ca ơi, nó phải chờ đợi thì chắc đại ca phải đợi chờ cho đến trong đời trong tăng. Vì lòng tôi em tăng dần tăng thêm. Khi đã yêu thì không thể phải nhờ. Hết rồi. Cái này mà để thi mà đi thi là ngon là 2 triệu rồi. Mà chỉnh tôi là ngon rồi. Đi thi là 2 triệu rồi đó. Đi thi là 2 triệu rồi. Biết sao? Vậy giờ kể thi đi. Biết sao không? Lúc mà giao lưu á, mọi người không có nghĩ là mình đang diễn, mình cứ nói chuyện bình thường thì nó dễ thương. Còn lúc vô diễn là tôi phải diễn thì nó lại là không dễ thương. Nha, nhớ nha, cứ bình thường thôi. Mà khi chị diễn cũng phải vậy đó. Dạ,
bình thường càng đời thường càng mắc cười nha, đừng có cố gắng diễn nha. Rồi giờ mới thi nè, giờ bắt đầu thi nè, mà đừng căng thẳng nha. Yên tâm đi, còn có 50 giây thôi. Rồi ha. Rồi. Rồi. 60 giây bắt đầu. Chuẩn bị. 1, 2, 3 đứng lại. Đứng bên trái. Quay. Né. Qua mặt. Đằng trước. Nhìn. Giám khảo kìa. Bây giờ. Con diễn trước đi. Con mẹ diễn trước đi. Mày gặp giám khảo mày gung quá à. Con diễn trước đi. Thôi ở nhà mày nói hay lắm. Mẹ diễn đi. Con diễn đi. Thôi thôi bây giờ ai đứng trước? Người đó diễn trước. Con đứng trước là mẹ nó diễn trước đi. Mẹ đứng trước con thì mẹ diễn trước đi. Thôi con ăn gian. Ăn gian hồi nào. Tức quá. Bây giờ ai nói lớn hơn người đó diễn trước. Con nói lớn hơn mẹ đó diễn trước đi. Mẹ nói lớn hơn con thì mẹ diễn trước đi. Con nói lớn hơn mẹ diễn trước đi. Mẹ nói lớn hơn con thì mẹ. Con nói lớn hơn mẹ diễn trước đi. Thôi đi. Tức quá. Bây giờ ai cao hơn người đó diễn trước. Con cao mẹ đó diễn trước đi. Mẹ cao hơn con thì mẹ diễn trước đi. Con cao mẹ đó diễn trước đi. Mẹ cao hơn con thì mẹ diễn trước. Con cao mẹ diễn trước đi. Con mà. Thôi đi. Bây giờ ai ít tóc hơn người đó diễn trước. Đi xuống diễn kìa. Quân đã chiến thắng vang rồi. Thắng cuộc chúng tôi đây quả thật là tài giỏi. Năm nay chiến lược hoài ha. Chiến lược năm nay là mục tiêu các thí sinh. Tôi khuyến khích cho chị đó. Tại vì hai mẹ con dễ thương. Thấy không? Có chuẩn bị được cực kỹ càng. Nhưng mà thật sự ra là cái màn này là thua cái màn giao lưu hồi nãy nghe. Đúng như Trường Giang nói nghe. Tại vì giao lưu mọi người xác định là mình không có diễn. Mình là con người thật của mình. Còn bắt đầu 60 giây bấm là mọi người phải diễn cho người ta cười. Không cần thiết. Nói làm tôi hết hồn. Lúc giao lưu mình là con người chứ không lúc diễn là con gì. Phải cho đúng chỗ à. Cho nên cứ giao lưu là con người. Hả? Ở dưới diễn là con gì? Sao anh trộm? Được 2 triệu. 2 triệu rồi đó. Gần gửi vốn mà. Chưa. Cố gắng. Có thi nữa hay không? 10 triệu lận với 2 triệu nhăm nho gì? 2 triệu mới không lỗ thôi. Đúng. Mới không lỗ thì đi, thè thôi. Phải lời, đầu tư là phải lời. Nếu đi tiếp mà rớt là không có 2 triệu đâu. Vậy làm gì mà giống như nãy. Nói chuyện đồ kêu em lên rồi. Nói chuyện rồi bắt bẻ rồi làm gì đó rồi ca tuồng rồi ca. Ờ, tự nhiên đi. Diễn làm sao mà cười được trong khi hai người ở dưới diễn mười mấy năm rồi. Diễn là phải cực kỳ giỏi. Chị diễn tiếp. Dạ rồi, hay quá. Nhờ tiết mục này chị cố gắng là thiệt là vui. Cho giám khảo hài lòng. Bây giờ chị mời Trường Giang lên. À, diễn với chị. Nghĩa là rồi em phải diễn những gì? Rồi em đứng bên đây. Cho thử cái tay của chị. Tay chị thuận bên đây. Cái gì đã làm rồi thì đừng làm lại nha. Rồi ok. Tại vì làm lại họ không cười đâu. Rồi thì chị cứ diễn. Rồi có gì chị nhắc Tùng cho em. Ok. Sao giống cái hồi nãy vậy? Chị kể chị.